Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để khử noise. Thì để bắt đầu thì mình sẽ sử dụng cái stock này là hình chó bữa mình chụp ở Dog Show sân vận động Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Và mình sẽ bắt đầu khử noise cho cái này. Lý do tấm này nó noise là vì cái lúc mình chụp á thì mình để chế độ P. Và mình để ISO lên tới 1600, 2000 gì đó. Thì để chế độ P và ISO cao để mà nó tự động nó auto một phần để mà rượt theo kịp được mấy con này. Không, mấy con này nó quậy lắm, rượt không nổi. Và thứ hai nữa là tại mình lười. Thì cái máy mình đang dùng là D5100 máy crop của Nikon. Và nó cũng máy crop thì độ noise của nó thì nó cũng bá đạo rồi, cho nên là mình sẽ buộc phải khử. Nhưng mà có một cái vấn đề khi chúng ta khử noise, thì đó là khi chúng ta khử noise ta buộc phải mất đi một số thứ, cái đó là cái chi tiết. Lý do là khi chúng ta khử noise thì mặc định là máy tính nó sẽ giúp chúng ta nó xác định những cái điểm noise này, nó làm nhòe ra. Nó làm nhòe ra ở những cái vùng đường như thế này thì nó sẽ làm cho nó có cảm giác như là nó đang bệt lại. Tuy nhiên là chúng ta sẽ khử một phần nhỏ thôi thì nó cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Rồi, để bắt đầu vô luôn ha. Thì bức ảnh này nó chưa có tốt lắm. Coi cái history. Đang hơi tối. Rồi cho nó screen cho nó sáng lên chút xíu. Này là cách thao tác nhanh thôi. Đang thiếu thiếu contrast, thiếu này contrast thêm. Rồi gom lại. Thao tác nhanh, xử lý rất là nhanh. Nhưng mà cái chính chúng ta là sẽ khử noise. Đấy, zoom vào. Noise tan nát cái tấm ảnh luôn. Rồi, đầu tiên là Ctrl-J. Ctrl-J để mà nhân đôi cái layer lên ha. Và chúng ta sẽ tác động cái layer này. Nhưng mà có một cái tip đó là hãy chuyển cái này thành Smart Object. Các bạn bấm chuột phải vào layer 1 này và chọn Convert to Smart Object. Thì cái lợi ích của nó như sau này. Rồi mình cứ theo đi. Cứ làm đi, lát nữa mình sẽ nói công dụng nó sau. Vào filter này, noise, reduce noise, nghĩa là khử nhiễu, khử noise á. Lại ha, vào filter, noise, reduce noise. Và ở đây nó sẽ cho chúng ta công cụ như thế này. Ở đây nó zoom lại cho chúng ta coi cái kết quả. Đầu tiên là chúng ta sẽ kéo hết nó về không đã. Rồi strength, độ mạnh, nghĩa là chúng ta càng kéo nó cao thì máy tính nó sẽ khử noise càng mạnh hơn. Và tạm thời cứ kéo nó lên cao chút xíu, 9, 10 gì đó tùy. Rồi cái resource details, nghĩa là mình sẽ cứu lại một phần những cái chi tiết. Thì như nãy mình đã nói, khi mà chúng ta khử noise vậy, chúng ta kéo càng mạnh cái trend này thì nó sẽ là càng làm cái ảnh chúng ta có cảm giác như là nó bị bệt. Bởi vì nó làm mất chi tiết, những cái chi tiết nó không còn sắc nét nữa. Sẽ kéo lên một chút xíu, nhớ là chỉ một chút xíu thôi. Rồi dòng dưới nữa, reduce color noise. Thì cái này thì chúng ta dễ gặp trong những cái ảnh mà các bạn chụp JPEG chẳng hạn, thì nó thiếu sáng. Và khi thiếu sáng các bạn dùng curve hay là level hay là contrast gì đó, các bạn đẩy lên, đẩy sáng lên, thì ở những cái vùng tối đó nó đã bị, nếu nó đã bị cháy rồi, nó bị thui rồi, thui đen rồi, thì các bạn kéo sáng lên thì máy tính nó sẽ gặp trở ngại những cái vùng đó, và nó làm cho cái vùng đó có những cái hạt noise nó mang màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh và màu đỏ. Thì lúc đó các bạn để ý, các bạn sẽ thấy thôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái reduce color noise này để mà máy tính nó tự động phân tích ở những cái điểm noise mà bị lỗi màu đó, thì nó sẽ tự động khử đi và đưa lại cái màu đồng nhất.
Rồi sharpen details nghĩa là chúng ta sẽ làm nét lại những cái chi tiết. Nhưng mà vấn đề là như thế này. Sharpen làm nét nghĩa là làm noi rồi. Bởi vì khi các bạn kéo lên, các bạn để ý ở những cái vùng biên nó sẽ tạo ra một cái lớp nó giống như là một cái lớp vân và nó đi theo cái đường biên đó. Tuy nhiên là nó sẽ không có thật sự là tốt, bởi vì các bạn kéo lên chút xíu thì thấy mình đang là tăng noi lên rồi, tăng sharpen lên không khác gì tăng noi cả, cho nên là có tăng đi nữa thì tăng ít thôi. Nó tạo những cái hạt 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 ở những cái viền này và làm cho ta có cảm giác như là nó khử noise, nó tăng cái độ sắc nét, mà thực tế là nó đang thêm noise vào, nó hơi trái ngược. Cái chức năng chính của nó là reduce noise mới cùng sharpen. Thôi kệ nè, và tốt rồi. Ở phía trên này ngoài cái basic ra thì còn có advanced, nghĩa là nó cho chúng ta cái khử nhiễu dựa trên những channel riêng, tức là chúng ta sẽ chỉ khử nhiễu một cái vùng màu riêng là thôi. Ví dụ như ở đây là màu đỏ chẳng hạn, mình sẽ khử nó mạnh ở vùng đỏ, còn những cái channel khác như green, blue này nọ đó thì nó không có bị ảnh hưởng nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta chỉ cần cái basic là đủ rồi. Rồi, mình click OK là tự động máy nó sẽ chạy cái reduce noise. Đây, chờ chút xíu. Ê, máy mình giờ hơi chậm rồi. Các bạn xài full frame thì chắc là cỡ 1.600 hay là 2.000 gì đó thì chụp nó cũng không có bị noise mấy đâu ha. Mình xài crop thì chịu thôi, biết sao giờ. Cái này mấy bạn mà sử dụng máy ảnh du lịch hay là chụp ảnh điện thoại rất là dễ bị noise, lý do là chúng ta không tác động được tới cái những cái thông số về ISO rồi khẩu tốc cái thứ. Chúng ta chỉ bỏ dơ lên và bấm và máy tính cái máy chụp nó sẽ tự động là tính toán và đưa ra cái thông số, thì thông thường nó tăng ISO lên rất là cao để mà nó bù sáng lại, thì lúc đó hình nó sẽ bị noise và cách này cũng sẽ tương đối là hữu dụng. Rồi ở đây sau khi đã chạy xong thì chúng ta có thể bật tắt cái layer này để xem trước và sau. Đã khử noi được khá tốt rồi, ta không thể nào kéo lên 10 được nữa, bởi vì mình kéo lên 10 nó sẽ bết hết cái hình. Thả để lại chút xíu noi thì nó cũng có cảm giác nét hơn. Rồi ở đây nếu như các bạn thấy chưa đủ, các bạn có thể click vào reduce noise này, click đôi và tự động nó sẽ bật lên, bật lại lên cái cửa sổ này chúng ta đang làm, và các bạn có thể tăng giảm cái độ, tăng giảm những cái thông số. Thì đó là cái lợi ích của cái Smart Object đưa lại cho chúng ta, đó là cho chúng ta có thể sử dụng lại những cái filter mà chúng ta mới có thể sửa đổi những cái thông số về filter đã làm. Với những cái layer bình thường thì khi các bạn làm như vậy thì mặc định nó sẽ apply, nó sẽ gọi là tiếng Việt là cái gì vậy trời, nó sẽ lập tức áp vào luôn cái layer đang thực hiện và chúng ta không thể nào sửa được nữa, chỉ có mất Control Z và làm lại thôi. Rồi thì tạm thời đã là xử lý xong một tấm ảnh khử noise. Rồi chúc các bạn thành công và nhớ like và subscribe cho mình nha, mình cảm ơn.